phụ nữ xa chồng lâu ngày mong muốn điều gì nhất? Các bạn thân mến, xa chồng là điều mà không có người phụ nữ nào mong muốn khi kết hôn. Bởi vì ai cũng ước mong vợ chồng sẽ như chim liền cành, cùng đồng hành và cùng chia sẻ. Vợ chồng đương nhiên là phải nên sớm tối có nhau, kề vai sát cánh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có như vậy thì mới cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Thế nhưng trong cuộc sống, có nhiều cặp đôi phải chịu cảnh xa cách nhau vì công việc, vì mưu sinh. Và hiểu được tâm lý người phụ nữ xa chồng lâu ngày muốn gì nhất sẽ giúp cho cánh mày râu dễ giữ lửa và duy trì được hạnh phúc hôn nhân của mình. Thực tế thì không ít các ông chồng luôn cảm thấy khổ sở khi mà không hiểu nổi tâm tính của vợ mình, kể cả sống gần nhau chứ chưa nói gì đến việc xa nhau. Dù có hẹn hò tìm hiểu hay là kết hôn lâu năm thì phụ nữ vẫn thực sự rất khó hiểu trong mắt đàn ông. Và đọc vị được tâm lý chị em phụ nữ không mấy là điều dễ dàng. Chưa kể cuộc sống xa nhau lại ngày càng phức tạp, dễ xa mặt cách lòng. Các cuộc tranh cãi, những mâu thuẫn nổ ra vì thế cũng nhiều hơn trước. Thậm chí là nhiều trường hợp chị em phụ nữ đã ngoại tình khi mà phải sống xa chồng quá lâu. Bởi vì chị em phụ nữ vốn là phái đa sầu đa cảm và rất đa đoan. Dù có sống cùng với chồng hàng ngày hay là dù chồng có bầu bạn sớm khuya đi chăng nữa, nhưng đôi khi chị em vẫn cảm thấy cô đơn. Trong tâm hồn luôn có một khoảng trống vô hình mà khó có thể lấp đầy được. Chính vì vậy mà với video ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn được cùng với các bạn chia sẻ về chủ đề đó là chị em phụ nữ xa chồng lâu ngày họ muốn gì nhất. Hy vọng với tư cách là một người chồng, bạn sẽ có sự chuẩn bị, sự chủ động hơn trong việc giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc gia đình mình. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem phụ nữ xa chồng lâu ngày họ muốn cái gì nhất nhé. Điều đầu tiên mà chị em phụ nữ mong muốn đó là được chồng chia sẻ nhiều tin tức hơn, được biết nhiều thứ về chồng, biết lịch trình của chồng. Không ở bên cạnh nhau đồng nghĩa việc tin tức về nhau, hiểu biết về nhau cũng sẽ có những sự hạn chế, cũng không thể cùng nhau xử lý hoặc là chăm sóc lẫn nhau nếu như đối phương gặp vấn đề bất chắc. Nữ giới với tâm lý dễ lo lắng, thế nên việc sống xa nhau và hạn chế tin tức càng khiến chị em đứng ngồi không yên. Người vợ có thể vô cùng bất an khi mà một ngày không liên lạc được với chồng mình. Trong đầu họ luôn nhảy ra những dòng suy nghĩ như là hay là chồng bị làm sao, chồng tai nạn, chồng say xỉn, chồng đi ngủ với gái hay là gặp trục trặc gì đó về công việc. Có lẽ tâm lý lo lắng này đã ăn sâu từ thời xưa, khi mà phụ nữ luôn phải trở thành hòn vọng phu, mải miết chờ chồng chinh chiến quay về. Nỗi sợ hãi những người chồng một đi không trở lại đã in đậm trong tâm trí của người phụ nữ. Vì vậy mà phụ nữ xa chồng luôn mong muốn đối phương phải giữ liên lạc, trao đổi thông tin liên tục. Không nên để người nhà phải quá lo lắng, quá bất an vì bị mất tin tức. Ít nhất thì khi gọi điện, khi nhắn tin, hãy trả lời một cách nhanh nhất có thể. Họ cũng sẽ an tâm hơn nếu như biết được chồng của mình khỏe mạnh và bình an nhờ việc liên lạc thường xuyên. Chính vì vậy, các anh đàn ông, các anh hãy tâm lý hơn với các chị em phụ nữ nhé. Có vấn đề gì, hãy thông báo cho chị em ngay, hoặc là ngày nào cũng phải trao đổi thông tin để chị em không khỏi phải quá lo lắng hay quá bận tâm về chồng. Điều thứ hai mà người phụ nữ xa chồng lâu ngày rất mong muốn, đó chính là phụ nữ xa chồng rất muốn chồng động viên, muốn chồng vực dậy tâm lý của mình. Phụ nữ kết hôn với mong muốn tìm kiếm được một bờ vai vững chắc để nương tựa. Họ cần sự gánh vác, cần sự đồng hành của người đàn ông trong gia đình. Khi mà có chồng thì các công việc gia đình sẽ được chia sẻ và được phụ giúp. Người đàn ông có thể sửa cái bóng đèn, có thể thay cái ống nước mới hay là thay bình ga. Thế nhưng những người phụ nữ xa chồng thì hoàn cảnh lại bắt họ một mình cáng đáng rất nhiều việc, rất nhiều vai trò. Bạn có biết người phụ nữ xa chồng họ muốn cái gì không? Đó là muốn sự động viên từ chồng khi mà không có anh ở bên cạnh. Họ đã chịu quá nhiều mệt mỏi và áp lực khi không có chồng rồi. Chí ít trong những lúc nước sôi lửa bỏng và những lúc khó khăn như thế này thì người chồng nên là chỗ dựa tinh thần cho vợ thật tốt. Chúng sẽ giúp chị em phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ hơn khi thiếu vắng đi trụ cột của gia đình. Áp lực của một người vợ khi chồng ở xa là rất lớn, vừa phải đảm nhiệm vai trò làm mẹ, làm bố, là con cái trong gia đình. Mọi công việc trước kia cả hai cùng làm thì bây giờ gộp và đè hết lên vai của cô ấy. Dĩ nhiên những người chồng cũng có những mối lo riêng của mình. Không ai đi xa nhà để làm những việc vô bổ cả. Tôi biết các anh cũng rất vất vả, rất lo lắng cho vợ con.
nhưng mà cũng nên tâm lý hơn một chút. Và nhớ rằng chị em phụ nữ thì họ nhạy cảm hơn, họ dễ buồn tủi hơn. Và nếu như chồng không dành những lời động viên, những sự khen ngợi về sự kiên cường, về sự tháo vát, sự đảm đang của vợ mình thì hẳn là một thiếu sót rất lớn. Hãy làm tốt điều này, tôi tin rằng không có người phụ nữ nào xa chồng khi được chồng động viên lại không cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy những hy sinh của mình là điều xứng đáng. Điều thứ ba mà chị em phụ nữ xa chồng thực sự cũng rất muốn mà ngại đôi khi không dám nói ra, không gì khác đó chính là muốn được gần gũi với chồng. Đây là nỗi lòng thầm kín mà người vợ đôi khi rất ngại thổ lộ. Phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý giống như cánh mày râu, đương nhiên là nó sẽ thấp hơn, nhưng ít hơn thì không có nghĩa là không có. Tuy nhiên chị em thì lại nhịn giỏi hơn, nhưng mà làm sao mà có thể nhịn lâu dài được. Nhiều người cứ đi công tác, đi du học, đi làm việc ở nước ngoài cứ tính bằng năm. Điều này cũng khiến cho nguy cơ ngoại tình tăng cao đột biến ở nhóm các gia đình mà có vợ chồng phải sống xa nhau quá lâu. Nhu cầu ở cả hai giới đều là vấn đề rất là tự nhiên và chúng ta không thể nào điều khiển nó bằng suy nghĩ của mình được. Khi chị em xa chồng quá lâu và phải chịu cảnh giường đơn bóng chiếc, ham muốn tình dục là hết sức bình thường đối với người phụ nữ. Và đáng buồn là có nhiều người không thể kiểm soát được bản thân, thiếu đi cảm giác yêu thương, thèm cái cảm giác xác thịt mà đã phản bội lại người bạn đời của mình. Đây cũng là một điều vừa đáng trách nhưng lại cũng vô cùng đáng thương ở những người phụ nữ xa chồng. Điều thứ tư mà chị em phụ nữ xa chồng cũng rất khao khát và rất mong muốn, đó là chồng quan tâm, lo lắng và nói những lời yêu thương với vợ. Tủi thân là một tâm lý hết sức bình thường ở những người phụ nữ xa chồng. Phụ nữ rất dễ so sánh hoàn cảnh của mình với những người phụ nữ khác, và càng so sánh thì họ lại càng thấy ấm ức, càng thấy thương cho cái thân mình. Lẽ ra họ cũng phải được chồng ngồi kề cạnh, cũng được chồng thủ thỉ, cũng được chồng chia sẻ buồn vui sớm tối. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại cách ly cách biệt như vậy, người vợ không khỏi chạnh lòng. Và đôi khi chỉ cần nhìn cặp đôi lướt qua cũng đủ khiến cho tâm trạng của chị em trùng xuống. Hiểu được tâm lý của người phụ nữ xa chồng muốn gì thì cánh mày râu nên quan tâm đến chị em nhiều hơn, nói những lời yêu thương, những lời chia sẻ đến chị em. Hãy thể hiện tình yêu, sự quan tâm, sự lo lắng của các anh dành cho vợ nhiều hơn một chút. Việc thật lòng quan tâm cũng khiến cho người vợ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, dù đó chỉ là những lời nói xa xôi, không thể ôm vợ được vào lòng. Nhưng nếu được chồng động viên, được chồng quan tâm, được chồng nói yêu em, nhớ em, thì người phụ nữ sẽ cảm thấy vơi đi những nỗi buồn rất nhiều. Mong muốn thứ năm của một người đàn bà xa chồng đó chính là có tâm lý mong ngóng chồng sớm quay trở về. Dù có mạnh mẽ nói với người đầu dây bên kia rằng em không sao, thế nhưng thật tâm là người phụ nữ luôn muốn có chồng bên cạnh. Do đó phụ nữ chắc chắn sẽ đếm ngược từng ngày để được đoàn tụ với chồng. Cảm giác trống trải khiến cho chị em mong muốn có người cận kề sớm khuya. Với những người phụ nữ xa chồng thời gian dài thì cảm giác cô đơn là không tránh khỏi. Chính cảm giác cô đơn và trống vắng như vậy nên đã nảy sinh rất nhiều vụ ngoại tình. Những người phụ nữ có chồng ở xa và một lòng vẫn còn sắc son, còn chung thủy với chồng, khao khát được gần gũi, được yêu thương thì chắc chắn sẽ có tâm lý mong ngóng chồng quay trở về. Còn ngược lại, những người phụ nữ xa chồng nhưng lại đang có một vòng tay khác để âu yếm, để vuốt ve thì tình cảm dành cho chồng không còn nhiều, và thứ mà cô ấy mong muốn thì lại chồng càng lâu về càng tốt. Đây là nét tâm lý trái biệt giữa hai người phụ nữ cùng là xa chồng nhưng phân biệt được rằng cô ta đang có người tình hay không. Và điều cuối cùng mà một người phụ nữ xa chồng họ rất là thích đó chính là muốn chồng tạo cho mình những bất ngờ. Bạn đang tự hỏi rằng người vợ của mình đang muốn gì ư? Hãy tưởng tượng trong cuộc sống mà cô ấy đang phải đối mặt từng ngày từng giờ, đầy áp lực, đầy khó khăn, đầy vất vả. Phụ nữ sẽ rất vui khi được chồng làm một điều gì đó thật bất ngờ. Đừng để cô ấy buồn vào những ngày lễ khi mà không có bạn bên cạnh. Chồng không có nhà đã không thể đi chơi cùng với nhau vai kẻ vai được rồi, thì bạn có thể nhờ các cái dịch vụ để gửi cho cô ấy những món quà đặc biệt, hoặc là một cuộc gọi video call thể hiện sự biết ơn vì cô ấy đã hy sinh nhiều cho gia đình đến cỡ nào. Một món quà nho nhỏ từ phương xa đầy bất ngờ sẽ khiến cho người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc vô cùng,
Dù rằng chồng có ở xa nhưng tình cảm vẫn luôn đong đầy như vậy, thì chị em phụ nữ cũng không cần phải quá bận tâm và có quá nhiều những sự sao nhãng với gia đình để mà cơ hội cho một kẻ thứ ba chen chân vào. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn 6 nét tâm lý nổi bật của một người phụ nữ xa chồng. Phụ nữ xa chồng mong muốn điều gì nhất? Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì chúng tôi đang góp phần giúp cho bạn hiểu hơn về tâm lý của chị em. Từ đó chúng ta đáp ứng những nhu cầu của nhau và có thể bảo vệ được hạnh phúc của hôn nhân của thời mình lượng một cách của lâu bền. Video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.